chào quý vị các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì ngày 22 và là ngày Chủ nhật, thì chúng tôi vừa hạ được xuống một chiếc máy phát điện. Các bạn có thể thấy được cái kích thước của máy phát điện này rất là lớn. Nó là dạng máy đứng. Nó ở bên Nhật ấy, nó là như kiểu là nguyên bản của nó là ở những cái bốt ấy, những cái bốt hỗ trợ điện để cho các cái cây phát sóng hoặc là những cái gì đó, nói chung là nguồn điện dự phòng. Mà cái máy này nó được chuyên để ngoài trời thì cực kỳ hợp lý luôn. Các bạn có thể thấy được nó có một cái lớp thùng cách xung quanh của cái máy bảo vệ máy, cộng thêm là bình dầu rất là lớn để giúp cho máy chạy trong cái thời gian liên tục. Thì các bạn có thể thấy được chiếc máy này thì nó của Janma. Chiếc máy này là chiếc 6500. Nếu ai đã theo dõi kênh video của Điện Máy Bình Sơn từ trước đến giờ thì các bạn cũng biết hồi hè năm vừa rồi chúng tôi cũng về được 3 đến 4 cái máy này và cũng đã bán hết rồi. Thì đến hôm nay chúng tôi mới về được một cái máy này nữa. Thật sự hàng này nó cũng rất là hiếm và cái công suất của nó lớn. Máy của nó rất là ok, ưu việt, máy đẹp và giá của nó phải chăng. Do đó cái nhu cầu sử dụng, nhu cầu mua hàng rất là nhiều và cái lượng hàng không đủ đáp ứng. Thì các bạn có thể biết được cái Điện Máy Bình Sơn từ hồi hè thì cũng về được mấy cái và bán hết rồi. Chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì hôm nay chúng tôi về được một chiếc nữa. Do đó hôm nay chúng tôi sẽ quay lên để các bạn có thể xem và đánh giá lại một lần nữa để cho các bạn có thể biết được trực quan hơn về cái máy phát điện chạy dầu diesel này. Máy này thì các bạn có thể thấy được cái hình thức của nó thì nó dạng như một cái cây điện ấy, cái bốt điện chuyên để ngoài rời. Hàng này thì rất là ok, tất nhiên rồi giá bên Nhật nó rất là đắt. Các bạn có thể thấy được chiếc này, chúng ta sẽ cùng đi xem chiếc này có là đẹp hay không nhá. Thì các bạn có thể thấy được bao xung quanh của nó là những cái lớp sắt của nó rất là dày. Cái máy này rất là nặng, cái máy này nặng khoảng tầm 3 tạ. Cái máy này thì các bạn có thể thấy được bên hông của nó thiết kế quạt để có thể hút được khí nóng ở bên trong ra. Các bạn có thể thấy được đây trên mặt máy này thì có một cái tem thông số. Thì các bạn thấy toàn chữ Nhật thôi. À này là dùng nội địa mà. Cái này là mã của nó, các bạn thấy là Janma 6500S. Công suất của nó là 6.5 kVA, dòng điện 110 và về Việt Nam chúng ta đã chuyển sang 220. Tần số của nó 50Hz và cái đây là điện một pha. Các bạn có thể thấy được nó sử dụng củ phát động cơ là 100 cho cái dung tích là 406cc. Các bạn có thể thấy được đây là chiếc máy sản xuất tại nhà máy Janma LTB tại Nhật. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bên trong xem chiếc máy này nó như thế nào nhá. Ok. Chiếc máy này bên trong thì các bạn thấy cũng có cổng ra, nó thiết kế sẽ khác hơn những cái máy bình thường. Các bạn hay thấy những vụ 500S hoặc là gì đó, những cái máy đấy thì chuyên về gia đình, những thiết kế nhỏ gọn hơn chiếc máy này. Chiếc máy này thì thiết kế nó khá là chắc chắn nặng. Đây là hệ thống, các bạn có thể thấy được đây là hệ thống bô xả của máy. Ở bên trên này, đây là hệ thống bô xả của máy. Hàng rất là chắc chắn. Ở bên ngoài thì các bạn có thể thấy được rồi, nó có thiết kế một cái quạt đây để có thể giúp làm mát, hút các cái khí nóng ra. Đây là cái cổ bô, nó dẫn lên hệ thống bô, nó để giấu ở bên trong cái thùng sắt này. Đây là cổng ra điện, đồng hồ và đây là át này thì nó có khả năng chịu được 50A. Đây là ngắt mát, các bạn ngắt mát và ắc quy ấy. Đây là công tắc đề khóa và cũng đồng là công tắc cũng là khóa, đồng thời là công tắc đề luôn. Đây là phần củ phát và phần động cơ thì các bạn có thể thấy được về trong này nó cũng có một tem nó ghi các cái thông số. Chiếc này thì sản xuất tháng 3 năm 2001. Các bạn có thể thấy được tem thông số của nó toàn chữ Nhật thôi, không có chữ tiếng Anh nào cả. Đây các bạn có thể thấy phần động cơ là động cơ Janma L100, bơm dầu này, các bạn có thể thấy bơm dầu. Rồi, phần động cơ thì tôi sẽ quay cho các bạn rất là kỹ. Những con ốc máy của nó còn rất là đẹp, lốc của nó còn rất là sáng này, cực đẹp luôn. Con ốc xả e này, các bạn thấy đẹp không? Máy còn rất là đẹp nhá. Bơm cao áp. Những con ốc lốc ở bên hông này các bạn thấy cực kỳ đẹp, vẫn một màu vàng chóe luôn. Đây là bên phần điện. Củ phát. Tầm này nó cũng là một máy thôi. Các bạn có thể thấy được đây là bình dầu của máy. Bình dầu rất là to, rất là lớn. Bình dầu này tôi cũng không biết là dung tích của nó là bao nhiêu lít.
nhưng rất là lớn. Nó không ghi thể tích ở đây, mà các bạn có thể chạy một thời gian dài mà các bạn không cần phải tiếp thêm nhiên liệu. Tôi quay rất kỹ ở bên trong thì các bạn có thể đánh giá một cách trực quan chiếc máy này đẹp hay xấu. Chiếc máy này mà gửi xa thì các bạn chết tiền luôn, chết tiền cước. Máy rất là to và nặng. Rất là ok. Dày, sắt rất là dày các bạn ạ. Cực dày, cực kỳ dày dặn. Đây là bên phông không phải. Chiếc máy rất là ok. Chiếc máy này thì tại Điện Máy Bình Sơn đang bán với giá là 37 triệu. 37 triệu các bạn ạ. Vì các bạn biết là những chiếc máy Yanma mà 300VS giá cũng toàn trên dưới 30 triệu thôi. Thì chiếc này 6,5 ký. Củ động cơ L100 giá 37 triệu các bạn nhé. 37 triệu. Rồi nếu mà các bạn có thể các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể vào Google hoặc là lên mạng, các bạn có thể đánh chữ Yanma G6500S thì nó sẽ ra cái model này và các bạn sẽ biết là cái giá nó ở bên nước ngoài là bao nhiêu và các bạn có cảm giác là giá 37 triệu này chúng tôi bán là có cao hay không. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn xem, để các bạn có thể xem, chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn xem luôn. Bạn thấy khi vận hành máy này, đóng công tắc này, tắc cắt đề, công tắc cắt mát, ắc quy này, chúng ta khi chúng ta bật công tắc này thì lập tức bơm dầu nó sẽ bơm lên, các bạn có thể thấy bơm dầu đang bơm dầu lên này. Cái này là bình dầu dưới nhá, nên là cái bơm dầu nó sẽ bơm dầu lên, nó không phải bình dầu trên như dòng máy khác. Máy này máy đứng. Rồi ok, các bạn đã thấy được chúng tôi khởi động cái máy phát điện Yanma G6500S. Nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ Điện Máy Bình Sơn số điện thoại 0961 349 345 hoặc số điện thoại
0974 457 099. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vui lòng like, đăng ký, subscribe kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Minh Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.